Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Marang PM94 Limited. Đây là phiên bản đặc biệt giới hạn, phiên bản màu gold, màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Sau khi thành công những series dòng Marang lát A, lát AB như 74D, 84D và 94 vào năm 1985, sau đó một năm vào năm 1986, hãng Marang tiếp tục ra một phiên bản, đó là Marang 94 Limited, phiên bản màu gold, màu vàng, được sản xuất vào năm 1986 với giá xuất xưởng rất cao so với những đời tiền nhiệm của nó. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và rất đẹp, mặt nhôm phay xước màu gold, màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Đây là dòng âm ly nằm trong phân khúc là dòng cao cấp của hãng. Đập vào mắt các bạn sẽ thấy một cái chữ Quarter A màu MOSFET, cho là dòng này vừa có chức năng chạy lát A, vừa chạy lát AB và chạy sò MOSFET. Được thiết kế là bên phải có 4 nút và bên trái 4 nút. Bên trái 4 nút thì bao gồm là 2 nút trep và 2 nút bass dành cho 2 vế, 2 kênh riêng biệt. 4 nút bên phải thì thứ nhất là có ngõ vào, là tất cả ngõ vào như là phono, CD, tuner, AUX1, AUX2, tất cả có đèn rất đẹp. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Và nút thứ hai là nút volume. À, ở đây có một cái khứa các bạn rất dễ nhìn, và ở trong có những chỉ số rất là dễ theo dõi. Ở đây là dành cho kim mâm đĩa than nếu các bạn kết nối ngõ phono. Và đây đường tép copy, đường này mình ít sử dụng. Nếu các bạn sử dụng ngõ tép đằng sau á, VCA với 1221 thì bạn bật qua tiếng ứng. Bên tay trái phía dưới sẽ có nút nguồn, đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm. Khi các bạn nghe từ mức 0 cho tới 45, chắc là mình kêu là mức từ khoảng gần 7 giờ cho tới khoảng 10 giờ đó các bạn, thì khi đó máy tự động chạy lát A. Lát A các bạn nghe chất âm nó tinh tế, nhẹ nhàng, bay bổng như dòng âm đi đèn. Các bạn nghe càng lâu thì càng hay, càng nghe lâu thì máy càng nóng, khi đó chất âm phát ra ngọt ngào chi tiết nghe các bạn. Khi các bạn nghe lát A đó thì công suất tiêu thụ khi đó bằng 70% công suất máy, vì vậy nhiệt lượng tỏa ra rất nóng. Nghe bạn, ở trên đây nó có 4 cái lỗ để thoát nhiệt nè các bạn, và đây có một cái tem chống chỉ định là các bạn không nên để những vật sát đáy hoặc những vật cháy nổ nằm trên cái đáy để nó có khoảng không thoát nhiệt nghe các bạn. Khi các bạn bật từ 10 giờ trở lên á, khi đó máy tự động chuyển qua lát AB. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm á mà các bạn nghe lát A đó thì công suất ra mỗi loa cũng rất là lớn nghe các bạn, là 35W. Và khi các bạn nghe lát AB từ 10 giờ trở lên á, nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 140W. Và nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 220W, rất lớn nghe các bạn. Ở đây có một chữ Marang nổi, Digital PM84, mặt nhôm phước xước rất đẹp, không một tì vết nghe các bạn. Hai bên của nó sẽ có hai hồi gỗ phụ piano màu nâu, còn nguyên zin nguyên bản, không chạy xước, không cứng móp nghe bạn. Máy mình hàng đấu giá về không dầm tút, không xì ba, rất đẹp. Rồi bên này cũng vậy, hai máy gỗ nguyên zin nguyên bản, không dầm tút, xì ba, rất đẹp. Ở đây có đường Tone Fit thế vàng ứng vào thì các bạn không chỉnh bass trep được. Ngoài ra nó có tép 1, tép 2, VCA và button tắt tiếng à. Ở đây subsonic dành cái cam đĩa than, các bạn ứng vào mono nhả ra stereo. Bên này có DC Direct, nếu các bạn nghe đường CD Direct sau thì các bạn ứng đây đèn sẽ sáng à. Rất đẹp luôn các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị, nghe nhìn sưu tầm nghe các bạn. Rồi sau đây mình cho các bạn xem tổng thể mặt sau. Nhìn tổng thể mặt sau con này là các bạn nhìn không có điểm chê nè các bạn, rất vàng các bạn. Đó, bao gồm điểm chép mát này bạn, phono, MMC, CD tuner, AUX1, AUX2. Đó, các bạn rút ra cho các bạn xem luôn. Đó, không có vừa cắm rút nghe bạn. Con này giống bên siêu thị Nhật là trưng bày nghe bạn. Đó, các bạn nhìn những cái ốc không? Đó, các bạn biết đồ mới ha, rất là vàng luôn các bạn ốc. Ở đây có đường real man in
có thể sử dụng làm rề hoặc làm men khi các bạn rút cầu u này ra. Phía dưới là đường tép 1, tép 2 với đường 2 VCA. Đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Thông tin Marantz PM94 IC 100V và 390W Rho Đức Interband, dòng này được lắp ráp sản xuất tại Nhật nha các bạn. Số series 0080. Bên ngoài cùng có một IC OLED với total 600W. Nhận đầu CD giải mã lọc xì, thậm chí là sub các bạn đưa ra cho đỡ lòng thòng dây ha. Đó. Máy mình về mình chưa kịp vệ sinh mà luôn. Bạn nào mua này sẽ vệ sinh sẽ long lanh nha các bạn, rất đẹp. Tổng thể các bạn nhìn tất cả các sắc những ốc là các bạn vàng như mới luôn các bạn, rất đẹp. Rồi ở đây nó có một cái chữ nu nha các bạn, rất đẹp luôn ạ. Điểm mặt sau là các bạn nhìn là không có điểm chê ha. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem mình đã tháo những ốc phía dưới ra nha các bạn. Nắp của nó tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn, không trễ sửa, không cân móp, nước sơn zin luôn nên các bạn xài rất bền bỉ. Ở trong đây mình dỡ lên cho các bạn xem, ở trong cũng còn rất đẹp các bạn. Rồi sau đây mình quay vào nội thất cho các bạn xem. Các bạn nhìn vào nội thất nè, bao gồm một tăng phô xuyến rất to, hình tròn, đường kính tầm 13-14cm các bạn. Đó. Ở đây chỉ có một hôi tay thôi các bạn thấy không? Bốn tụ lọc nguồn rất là khủng, rất là to luôn các bạn. Được sử dụng bốn tụ Elna nha các bạn, bốn tụ đều giống nhau. Trị số tụ đây các bạn, 50V và 27.000 microfarad, bốn tụ đều giống nhau. Các bạn nhìn sườn sắt đồng ở dưới vàng âu là các bạn biết độ mới nè. Đó, rất đẹp luôn bạn. Ngóc ngách là tất cả sườn sắt được mạ đồng nhằm chống nhiễu nha các bạn. Hai tảng giải nhiệt, không nhận đen mà nó hơi ngã ra ánh xanh, xanh xanh luôn đó các bạn, tím tím như mới. Hai tương ứng bao mạch công suất VF phải, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Bên này sẽ có 6 sò MOSFET, ở trên là sẽ có 3 sò xanh, dưới có 3 sò đen, và vế trái phía trên có 3 sò đen và phía dưới có 3 sò xanh. Tổng cộng máy chạy 12 con sò MOSFET và 4 con sò thúc nghe các bạn. Được sử dụng những linh kiện có cấp tụ đỏ, tụ nâu rất nhiều nè các bạn. Máy mình về mình chưa kịp vệ sinh các bạn, còn thấy bụi nhật không? Bạn nào mua mình sẽ vệ sinh sạch sẽ nghe các bạn, thổi bụi sẽ long lanh. Bo mạch công suất đầu ra ngóc ngách, các bạn nhìn sườn sắt được mạ đồng rất mới ha. Không có điểm chê. Đây bo mạch tín hiệu phần rề nè các bạn. Rồi, chiếc áp volume nè các bạn. Phần rề cũng được sử dụng những tụ Elna nhỏ nhiều nghe các bạn. Rất đẹp các bạn. Con này vệ sinh lên sẽ long lanh rất đẹp. Rồi sẵn mình cho các bạn xem mặt hai bên. Bên trái sườn sắt vàng âu luôn các bạn. Bên phải cũng sườn sắt mạ đồng nhằm chống nhiễu cũng còn rất vàng nè các bạn. Rồi mình sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy luôn. Các bạn chờ mình. Đó các bạn nhìn mặt đáy nè các bạn, không có điểm chê luôn rồi ha, rất là vàng luôn ạ. Chân cản tất cả còn nguyên zin nguyên bản nghe các bạn. Đó, những cái dòng Marantz 94 Limited nhiều con về cái đáy nó đen, nhưng mà hầu như những con mình mua trực tiếp từ siêu thị Nhật về, con nào mình cũng chọn lựa nên con nào cũng đáy là các bạn không có điểm chê, rất vàng luôn các bạn, như mới các bạn. Rồi. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Đó, dòng Marantz 94 Limited này rất hiếm nha các bạn, ở thị trường miền Nam ít nhập vàng các bạn. Bên cạnh đó mình cũng còn một con CD Marantz 94 mình chưa test cho các bạn luôn. Marantz 94 Limited nó cùng với form, với đồng bộ với con Amply Marantz 94 Limited nghe các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở khâu tiết hòa tấu, các bạn nghe những dòng nhạc tiết tấu du dương nó thiện rất tốt nghe các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nha. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ.
những đêm buồn giá lạnh. Và yêu yên hát những lời thiết tha chiều mây. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài. Có mặt tình yêu đâu vào này mà. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi. Dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi. Mình xin thông báo đến các bạn con âm ly có model là Marang PM94 Limited. Mình về tình trạng còn nguyên sinh nguyên bản và rất đẹp nha các bạn. Xinh đẹp xuất sắc, mặt núm tất cả các cạnh không tì vết. Nội thất con này các bạn nhìn sườn sắc ở dưới mạ đồng là các bạn biết đồ mới à. Còn rất sáng rất mới dùng, mình chưa vệ sinh. Bạn nào mua mình sẽ thổi bụi sẽ long lanh. Máy bán ra cam kết nguyên zin nguyên bản và mình bảo hành cho các bạn 3 tháng với giá rất tốt nha các bạn, chỉ là 28.500.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào ship code mình không bao ship. Giá này là rất tốt dành cho con Amli Marang PM94 xinh đẹp xuất sắc nha các bạn. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, không giảm tút, không xì ba, rất đẹp. Bạn nào có nhu cầu đừng ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.